Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Mở đầu chương trình hôm nay là bản tin COVID ngày 18 tháng 1. Tính đến 16 giờ ngày 18 tháng 1, số bệnh nhân COVID-19 mắc mới trong ngày 22 ca, trong đó tại khu cách ly vùng phong tỏa 12, qua trạm khai báo y tế liên ngành 10. Tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 286 bệnh nhân, trong đó tại khoa truyền nhiễm 26 bệnh nhân, cơ sở điều trị nhà khách cộng đồng 39 bệnh nhân, cơ sở điều trị hồi lóng 200 bệnh nhân, cơ sở điều trị trường chính trị 21 bệnh nhân. Hoàn thành điều trị trong ngày 9, lũy tích hoàn thành điều trị 60, chuyển bệnh viện dã chiến thành phố Điện Biên Phủ 2 bệnh nhân, chuyển huyện khác tiếp nhận 62 bệnh nhân. Bệnh nhân F0 mức độ không triệu chứng 270, mức độ nhẹ 16. Tổng số bệnh nhân COVID-19 lũy tích 407 bệnh nhân, trong đó tại cộng đồng 17, khu cách ly vùng phong tỏa 251, qua chốt kiểm dịch 137, phơi nhiễm 2. Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã ghi nhận 323 ca mắc COVID-19 tại các xã Quài Tở 45, Trường Sinh 60, Trường Đông 29, Quài Cang 58, Quài Nưa 21, Mường Mùn 10, Mùn Trung 35, Nà Tòng 10, Mường Khoang 1, Nà Sái 15, Thị Trấn 21, Phình Sáng 3, Dạng Đông 3, Mường Thín 12. Tiếp theo là nội dung phần tin. Đồng chí Vũ Văn Đức thăm và chúc Tết tại xã Quài Cang. Đồng chí Mùa Va Hồ thăm chúc Tết người có công và đảng viên 55-60 năm tuổi đảng. Công an huyện Tuần Giáo tặng quà khu điều trị hồi lóng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 19 tháng 1, đồng chí Vũ Văn Đức, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tuần Giáo đã đến thăm hỏi tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Quài Cang, tham gia cùng đoàn có cấp ủy chính quyền xã Quài Cang. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Vũ Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tuần Giáo đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Quài Cang, trao tặng phần quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện bày tỏ cảm thông và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống đối với các hộ gia đình, đồng thời mong muốn các gia đình cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Chiều ngày 19 tháng 1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đoàn công tác của huyện do đồng chí Mùa Va Hồ, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, đã tới thăm hỏi chúc Tết 14 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Quải Tở và thị trấn Tuần Giáo. Tại các nơi đến thăm, đồng chí đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống, mong muốn các gia đình phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn bệnh tật, đón Tết Nguyên đán vui tươi ấm áp bên gia đình. Đồng thời trao phần quà cho các hộ, mỗi suất quà có tổng trị giá 700.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và phần quà là các nhu yếu phẩm phục vụ Tết. Sáng ngày 19 tháng 1, đoàn công tác của Công an huyện Tuần Giáo do Đại tá Nguyễn Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà các y bác sĩ và các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại khu cách ly điều trị hồi lóng. Tại nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Quốc Toàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các đồng chí chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và các y bác sĩ cố gắng khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại đây, đồng chí trưởng công an huyện cùng các thành viên trong đoàn đã gửi lời chúc các bệnh nhân mắc COVID-19 mau khỏi bệnh, sớm được trở về với gia đình. Đại tá Nguyễn Quốc Toàn, trưởng công an huyện Tuần Giáo, chia sẻ. Cán bộ chiến sĩ công an huyện bằng cái hoạt động tình nghĩa, ấm lòng ngày Tết và đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ mì tôm, nước lọc, rồi là kể cả những cây rau để mà như là giúp và giảm thiểu khó khăn của những bệnh nhân F0 ở trên địa bàn. Chung tay, chúng ta quyết tâm phấn đấu để đẩy lùi dịch COVID-19 ở trên địa bàn Tuần Giáo nói riêng và cả tỉnh, cả nước nói chung. Đoàn công tác Công an huyện Tuần Giáo đã trao 15 triệu đồng tiền mặt, 50 thùng mì tôm, 70 thùng nước lọc, 210 cái bánh chưng, bánh kẹo, rau củ quả với tổng trị giá ước trên 50 triệu đồng. Những suất quà và số tiền trên được các mạnh thường quân và công an huyện quyên góp ủng hộ. Đây là việc làm thiết thực nhằm thể hiện sự quan tâm chăm lo của Công an huyện Tuần Giáo đang cùng chung tay, chung sức, đồng lòng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
Xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ đột phá, vừa mang tính cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài. Đảng bộ huyện Tuần Giáo chú trọng nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền về tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong quá trình phát triển. Tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện các chính sách về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ, phát triển cán bộ nữ, trẻ, thu hút nhân tài, trọng dụng, phấn đấu đến năm 2025, 100% lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị có trình độ chuyên môn đại học và trung cấp lý luận trở lên. 97% trở lên cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp. Tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo, ý thức trách nhiệm cho học sinh, tăng cường phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu các cấp. Phấn đấu năm 2025, tỷ lệ trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 86%. Tập trung đào tạo nghề trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, cung cấp nhân lực xuất khẩu lao động, khôi phục phát triển ngành nghề truyền thống, phát triển các cơ sở chế biến nông sản chất lượng cao. Trong đó, đào tạo nghề lao động nông thôn cho 1.000 người, tỷ lệ có việc làm qua đào tạo đạt 75% trở lên, tạo việc làm mới cho 1.000 lao động trên năm. Với quyết tâm hành động của cấp ủy chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, hy vọng huyện Tuần Giáo sẽ đạt được các mục tiêu chỉ tiêu đề ra, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân. Để chủ động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm, ngày 17 tháng 1 năm 2022, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm huyện Tuần Giáo đã ban hành công văn số 73 về đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022. Theo đó, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm huyện yêu cầu phòng y tế và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chất lượng an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, đăng ký công bố sản phẩm, ghi nhãn sản phẩm, quảng cáo. Không để hàng giả, hàng kém chất lượng, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, lưu thông trên thị trường. Khi phát hiện các cơ sở cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, xử trí cấp cứu, điều trị kịp thời, điều tra xác minh khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Mặt khác, tuyên truyền giáo dục, phổ biến, hướng dẫn cho các nhóm đối tượng, nhóm người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chỉ sử dụng thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong chế biến sản xuất kinh doanh thực phẩm theo quy định cho phép. Và nhóm người nội trợ, người tiêu dùng, trực tiếp mua, chế biến thực phẩm, phải sử dụng thực phẩm an toàn, không mua thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo an toàn, sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng, có dấu hiệu ôi thiêu, mốc hỏng. Đồng thời, phòng chống ngộ độc do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, không lạm dụng rượu trong dịp Tết và lễ hội xuân. Được đánh giá là địa bàn có khí hậu khắc nghiệt, nhiều khác biệt về tiểu vùng khí hậu. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại huyện Tuần Giáo dao động trên dưới 10 độ C. Song tại một số xã trên địa bàn có thể xuống tới 0 đến 2 độ C. Ngoài ra, không khí lạnh kèm mưa nhỏ và sương mù gây trơn trượt, hạn chế tầm nhìn của các phương tiện trên các tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Để đảm bảo sức khỏe nhân dân, hạn chế thiệt hại do băng giá, sương muối gây ra đối với cây trồng và vật nuôi, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn, tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ theo quy định và phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống rét và sương muối. Đặc biệt là nắm bắt kịp thời tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn trên địa bàn nhằm phục vụ việc thông tin cảnh báo kịp thời để chủ động phòng chống, ứng phó đạt hiệu quả. Đẩy mạnh truyền thông, phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa truyền thanh truyền hình ưu tiên phát các tin về rét hại, sương muối từ huyện đến các xã, cộng đồng dân cư qua hệ thống truyền thanh của khối bản. Nhờ đó, người dân được hướng dẫn cụ thể để hiểu về các biện pháp giữ ấm cho người già và trẻ nhỏ, quây chuồng, không chăn thả vật nuôi trên nương để phòng chống rét cho gia súc, gia cầm. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa ban hành kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2022 với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, trên tinh thần vì sức khỏe sinh mạng của người tham gia giao thông,
kế hoạch phấn đấu mục tiêu kéo giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2021. Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh, không để lây nhiễm bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải. Để đạt được mục tiêu, huyện Tuần Giáo đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp ngay từ những ngày đầu năm 2022, đặc biệt là cao điểm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Phổ biến quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ công chức viên chức người lao động, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan đơn vị thực thi công vụ. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức cá nhân trong việc xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện dịch vụ vận tải và tham gia giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả. Đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số, vận động hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào chương trình kế hoạch và hoạt động của cơ quan đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp. Với tiềm năng và lợi thế về thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên, những năm qua xã Pố Nhung đã khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, xây dựng các mô hình trang trại, gia trại. Hiện tổng đàn vật nuôi toàn xã ước đạt trên 22.000 con. Xác định phát triển chăn nuôi là yếu tố tiên quyết thúc đẩy kinh tế. Những năm gần đây, xã đã triển khai một số mô hình thí điểm phát triển chăn nuôi trâu bò theo hình thức nuôi nhốt, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ngân hàng với chính sách ưu đãi để xây dựng chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường. Để đảm bảo đàn vật nuôi sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, hàng năm xã đã chỉ đạo cán bộ thú y phối hợp với các bản tổ chức tiêm phòng định kỳ, vận động người dân vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Việc phát triển chăn nuôi ở xã Pố Nhung đã mang lại hiệu quả kinh tế, giúp người chăn nuôi hạn chế dịch bệnh, tiết kiệm chi phí đầu tư, duy trì tốc độ tăng trưởng đàn vật nuôi, ước đạt 4% trên năm. Đảng bộ xã Tam Ma có 11 chi bộ, 127 đảng viên. Đảng bộ xã đã chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung, hình thức các buổi sinh hoạt rõ ràng, cụ thể, tập trung đi sâu vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Những vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm như tranh chấp đất đai, chính sách an sinh xã hội, đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi. Đảng bộ xã cũng tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong hoạt động của các chi bộ. Qua theo dõi đánh giá, chất lượng các cuộc sinh hoạt ngày càng được nâng lên, trung bình khoảng 90% đảng viên dự sinh hoạt, không có đảng viên nào vắng quá 3 buổi sinh hoạt một năm. Các đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình, tạo không khí cởi mở, chân thành trong các buổi sinh hoạt. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Phần cuối của chương trình là nội dung bài viết Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước Tết Nguyên đán. Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng mạnh khiến thị trường hàng hóa trở nên sôi động. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để các hành vi gian lận thương mại gia tăng. Để phòng chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Tuần Giáo đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân năm 2022 trên địa bàn huyện. Trong sáng ngày 19 tháng 1, đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Bạc Cầm Trưởng, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng, Phó đoàn đã đi kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện. Theo đó, đoàn tập trung kiểm tra trên các lĩnh vực, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh, việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, vấn đề an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên tuyến quốc lộ chưa chuẩn bị đầy đủ các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ quản lý sức khỏe, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cơ sở chưa niêm yết giá theo quy định pháp luật, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở như việc trang bị bàn sát khuẩn, khẩu trang.
Là chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống lâu năm trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo, chị Trịnh Thị Hoa Phượng luôn tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phòng chống dịch, tuân thủ 5K. Chị Phượng chia sẻ. Để thực hiện chương an toàn thực phẩm, thì gia đình tôi có chọn những thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhà cung cấp có uy tín, thực phẩm thì luôn tươi ngon, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn trong khâu chế biến thì thường là tôi có đi rửa rủ găng tay, khẩu trang, vệ sinh tay trước khi chế biến sản phẩm. Và bảo quản thực phẩm thì tôi thường là gia đình tôi thường là bảo quản riêng những thực phẩm sống và chín, có những tủ dự trữ luôn luôn sạch sẽ, an toàn. Các mặt hàng bánh kẹo mứt Tết cũng được đội kiểm tra liên ngành huyện chú trọng kiểm tra về mẫu mã, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, giá bán và đặc biệt là hạn sử dụng, chất lượng sản phẩm để người tiêu dùng chọn được những sản phẩm có uy tín, có chất lượng. Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm như hồ sơ, thủ tục pháp lý, cơ sở đầy đủ, đúng quy định. Nhà ăn thoáng mát, sạch sẽ. Trang thiết bị chế biến thực phẩm dễ làm vệ sinh và đảm bảo an toàn. Nguồn thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được mua tại các cửa hàng, đảm bảo an toàn thực phẩm. Các nhân viên phục vụ tại bếp ăn thực hiện tốt các quy định về chế biến, bảo quản thực phẩm. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã thực hiện tốt các biện pháp như trang bị xà phòng, dung dịch rửa tay sát khuẩn cho khách hàng và nhân viên. Thực hiện vệ sinh cơ sở, vệ sinh môi trường sạch sẽ, tiêu độc khử trùng hàng ngày tại khu vực chế biến và nơi phục vụ khách hàng. Đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và các dung dịch rửa tay sát khuẩn. Đối với những cơ sở chưa thực hiện tốt, đoàn đã nhắc nhở, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn cơ sở tuân thủ 5K và các quy tắc thực hành an toàn thực phẩm theo quy định. Ông Bà Cầm Trường, Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phó đoàn Kiểm tra Liên ngành cho biết. Để chuẩn bị cho như công tác của Tết Nguyên đán, nhất là dịp Covid xảy ra diễn biến phức tạp, thì huyện đã thành lập cái đoàn liên ngành kiểm tra. Thì thực tế qua đây công tác đi kiểm tra trên địa bàn của huyện Tuần Giáo, cơ bản là các cơ sở đều chấp hành tốt về công tác 5K, về công tác phòng chống Covid. Thứ hai, về hàng hóa, các cơ sở đều chuẩn bị đầy đủ các hàng hóa thiết yếu để phục vụ Tết cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện. Qua công tác kiểm tra thì cũng không phát hiện những cửa hàng nào có hàng trái phép không được buôn bán. Đặc biệt các cửa hàng đều tuân thủ theo cái ưu tiên, đặc biệt nhất là cái ưu tiên hàng người Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Và công tác để chuẩn bị hàng hóa rất đa dạng hàng hóa để chuẩn bị cho phục vụ Tết và bà con trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng kiểm tra liên ngành, sự đồng tình ủng hộ trong việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh và người dân là rất quan trọng. Để ổn định thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các ngành chức năng kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp và các hộ kinh doanh hoạt động lành mạnh, chấp hành đúng pháp luật. Mỗi người dân hãy trở thành người tiêu dùng thông thái, không tiếp tay và tạo cơ hội cho hàng giả, hàng nhái xâm nhập thị trường, kịp thời phối hợp, tố giác tới cơ quan chức năng để ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần đem lại cái Tết vui tươi, ấm áp, hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn. Trời chim én lượn, cây nơi đây trôi xanh, mây trắng bay yên lành. Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ, và lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình Huyện Tuần Giáo hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.